Rồi, chào quý vị, đây là cái động tác tập gọi là rắn hổ mang để giúp cho trị những cái bệnh về thận, về cột sống, đau nhức xương khớp, tăng tinh khí thần. Thì chúng ta nằm làm sao sát xuống dưới mặt đất, hai cái chân của chúng ta bấu sát xuống để cho bàn chân liên gác với mặt đất. Có thể là hai chân chạm lại với nhau cho nó có cái lực. Hai tay của mình cũng vậy, để úp xuống mặt đất và lòng bàn tay úp xuống, kéo nó thiệt xuống sát dưới vai của mình, không có để nó lên cao, để nó sụt sát, và hai cái cánh tay ép sát cái sườn của mình hai bên hông. Chạm cái trán của mình xuống cái thảm yoga. Rồi khi chúng ta hít vào thì hít thiệt sâu, làm sao để cho nó xuống tới bụng dưới của mình. Và mình bật thiệt mạnh lên trên, nhớ là không dùng lực của cái tay nha, dùng cái lực của hơi thở của mình và dùng lực của cơ bụng. Hít vào, bật thiệt cao lên, hít vào, thở ra, xuống, vào. Nhớ là không dùng lực của tay, chứ không phải là lấy cái này đánh lên. Chúng ta chỉ dùng cái lực của hơi thở và của cơ bụng thôi. Vào. Một. Vào. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Rồi, thì chúng ta tập từ 7 tới 14 tới 21 lần là tối thiểu, có thể lên tới 49 lần. Tập đến khi nào mà mình thấy cái rêm, cái lưng ở dưới này của mình thì mới đúng. Còn nếu mình tập giai đoạn đầu mà mình không thấy rêm, không thấy đau cái phần dưới thắt lưng, dưới thận của mình là không đúng. Rồi, đó là cái phần con rắn hổ mang.